Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui lại được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình chia sẻ những mẫu nhà đẹp ở nông thôn. Mình là Nguyễn Tất Nhiên đây. Mình thường xuyên cập nhật những mẫu nhà mới nhất hiện nay để chia sẻ với các bạn. Hôm nay mình đang đứng trước một ngôi biệt thự nhà vườn mái Nhật một tầng mới xây dựng xong. Mình tranh thủ quay để chia sẻ cùng với các bạn. Trong khi xây dựng nhà cửa thì các bạn rất nên tham khảo nhiều mẫu và có tư vấn thiết kế để tối ưu không gian và tối ưu tiền bạc. Hôm nay mình sẽ nói giá về ngôi nhà này để các bạn có sự bất ngờ. Hoàn chỉnh ngôi nhà như các bạn đang nhìn thấy kể cả cửa 850 triệu. Các bạn thấy có bất ngờ không ạ? Và diện tích của nó là 17 nhân với 9. Mình cứ lấy bình quân là 17 nhân 9 các bạn nhé. Và trong ngôi nhà này cái không gian được thiết kế rất là hợp lý. Khi các bạn có tư vấn thiết kế thì những chuyên gia, những kiến trúc sư sẽ tối ưu các cái không gian sử dụng trong ngôi nhà giúp bạn, tối ưu tiền bạc của các bạn. Chứ các bạn cứ copy tự xây, tiết kiệm được khoảng 1-20 triệu tiền thiết kế, nhưng nó sẽ tốn của các bạn hàng trăm triệu tiền phát sinh. Nó là sự thật. Và cái quan trọng nữa là các bạn sẽ mắc rất nhiều những cái lỗi nhỏ thôi, nhưng cái hệ lụy của nó không hề nhỏ đâu ạ. Ví dụ phòng vệ sinh bạn thiết kế sai vị trí, không hợp phong thủy, không thông thoáng mà bạn phải sửa cái phòng vệ sinh là nó sẽ mất gấp 2 lần tiền cái một bản vẽ rồi các bạn nhé. Không làm mất nhiều thời gian của các bạn nữa, mời các bạn tham quan mẫu thực tế này, biệt thự nhà vườn mái Nhật có nai ghép giữa chữ U và chữ L. Và khi thiết kế thì các kiến trúc sư sẽ biến hình, sẽ nhìn mảnh đất và sẽ nghe mong muốn của ngôi nhà để mà điều chỉnh. Và điều chỉnh quan trọng hơn nữa là phù hợp với cái số tiền bạn mong muốn để ra, để xây dựng, không bị phát sinh quá nhiều. Đó là cái quan trọng của việc thiết kế các bạn nhé. Giờ mời các bạn tham quan mẫu thực tế này cùng mình này. Đó, các bạn nhìn thấy không? Bên trong thì nó là chữ U, nhưng bên ngoài nhìn thì nó lại có vẻ một chút của chữ L, một chút của chữ U. Đó. Giờ mình quay trở lại màn hình chính để các bạn nhìn toàn cảnh ngôi nhà. Mình nhắc lại một chút về diện tích của ngôi nhà các bạn nhé. Diện tích chiều rộng mặt tiền như các bạn đang nhìn thấy là 17 mét. Và chiều sâu của ngôi nhà, chính xác cái điểm của buồng nồi kia là 11 mét. Và cái khoảng mà từ cái hiên vào trong là 8 mét các bạn nhé. Và bên này có một cái khoảng thụt nữa. Khi mà ngôi nhà chúng ta thiết kế có nhiều những cái khoảng thò thụt ấy, thì chúng ta sẽ lấy được sáng, được gió nhiều hơn. Và nhìn cái ngôi nhà nó đẹp, nó không bị đơn điệu các bạn ạ. Và cái mẫu biệt thự nhà vườn mái Nhật thì 2 năm trở lại đây được xây dựng rất nhiều. Cũng như cái màu sắc, các bạn nhìn cái màu trắng, nó là màu chủ đạo. Và 2 năm trở lại đây thì cái màu trắng từ bên ngoài vào bên trong nó là màu chủ đạo. Tại sao hay chọn màu trắng nhiều như vậy? Bởi vì màu trắng nó là nền. Khi các bạn kê nội thất gì nó cũng đẹp, bên trong nó đều phù hợp. Và hai nữa, bên ngoài khi các bạn trồng cây lên thì ngôi nhà của bạn là một cái nền và những cái cây là những cái cảnh đẹp. Nên nhìn ngôi nhà rất là đẹp. Bây giờ mà vẫn còn những cái bạn sơn xanh đỏ tím vàng thì sẽ rất là lạc hậu các bạn nhé. Màu trắng chủ đạo và màu cà phê cháy là những cái màu điểm. Đó. Giờ mời các bạn đi vào bên trong để tham quan ngôi nhà. Toàn bộ cửa kính bên ngoài thì bạn nằm cửa kính trắng nhôm xin pha. Cửa này bao tiền mét bạn nhỉ? Cửa này là 1,5 triệu một mét. Nhôm xin pha rất là đẹp và cửa này bạn đang hoàn thiện là 1,5 triệu một mét vuông cửa. Hôm nay mình đến ghi hình nhà thì cũng rất may gặp một cái bạn chủ xưởng nhôm kính. Giờ mời các bạn tham quan tiếp này. Chính giữa thì bạn thiết kế một cái sảnh độc lập kết nối với cái hiên của ngôi nhà ba gian.
Ngôi nhà này có sự lai tạo giữa ngôi nhà chữ U Lâm Gian và ngôi nhà hình chữ L. Nếu đúng ra cả hai bên đều đua ra bằng nhau thì nó sẽ là chữ U. Nhưng ở bên này bác thiết kế một cái khoảng thò ra. Khoảng thò ra này nó có ý nghĩa gì thì các bạn lại xem vào trong nhà để mình chỉ ra nhé. Cái ngôi nhà này thiết kế rất là ổn đấy các bạn ạ. Vẫn là chữ U Lâm Gian thôi, nhưng mà ngôi nhà này là giảm bớt được rất nhiều cái lỗi rồi các bạn nhé. Và vẫn thiết kế ba cửa như chữ U Lâm Gian, và cửa chính được thiết kế rộng hơn là khoảng 1m65 và cửa hai bên là 1m25 các bạn nhé. Giờ mời các bạn đi vào bên trong. Bên trong thì bác không đóng trần gỗ, không đóng trần Hồng Kông gì cả, ngôi nhà bình thường dân dã. Và thiết kế cái bộ ghế hình chữ L để nhìn sang tivi. Phía trước này các bạn cũng có thể kê sập. Nhưng theo mình thì cũng không nhất thiết phải kê sập đâu. Nó sẽ mất không gian, bởi vì cái sập thờ của chúng ta rất ít khi chúng ta sử dụng. Và nó gần như chỉ là trang trí cho ngôi nhà thôi. Thì các bạn có thể mua một cái thảm hoa, các bạn trải giữa cái khu vực nội binh đường, cũng chính là cái khu vực trước phòng thờ này, thì nó vừa đẹp vừa mất, không mất không gian của chúng ta. Và trong cái phòng khách này của bạn ấy đang có diện tích khoảng gần 50m², 8 nhân với 5,6 đó. Và như thường lệ thì hai vế vẫn thiết kế mỗi bên hai phòng ngủ đó. Mời các bạn vào tham quan phòng ngủ số 1. Phòng ngủ này có diện tích khoảng 12m² các bạn nhé. Ngủ kết hợp học hành của các con. Và được thiết kế rất nhiều cửa, rất là thoáng sáng luôn. Đó. Và bạn này đã làm rất đúng các bạn nhé. Chỉ đơn giản là cái bàn học bạn ấy đã đưa vào cửa sổ, đã đưa vào... cái vị trí rất là hợp lý này. Nhiều bạn là vẫn để bàn học của các con xa cửa sổ thì nó thiếu ánh sáng và nó rất là tù túng. Ở cái khoảng âm này thì bạn thiết kế là sau khi là mình sẽ có đầy đủ tủ là sẽ để vào đây. Đó. Và cái phòng này rộng hơn, có diện tích 16m² và cũng có khoảng âm tủ như thế. Vế bên này không thiết kế vệ sinh các bạn nhé. Xin phép các bạn là không quay vào trong nữa. Cửa sổ thì bạn làm bằng cửa khung gỗ, rèm gỗ. Cái rèm gỗ này rất là hay này các bạn này. Không bao giờ bị nhăn nhúm và cũng không bao giờ phải giặt. Và các bạn cũng có thể mở thành cửa chớp. Đó. Ngôi nhà rất đơn giản nhưng đẹp. Nhưng vẫn còn một nỗi nhỏ nữa mà bạn ấy chưa thực hành được. Đây chính là cái khoảng nỗi nhỏ này các bạn này. Ốp chân tường là người ta phải ốp chìm các bạn nhé. Mình thường xuyên chia sẻ với các bạn là ốp chân tường phải ốp chìm. Những ốp nổi ra này nó đọng rất là bụi bẩn. Và đây có một phòng ngủ nữa. Phòng ngủ này cũng 16m². Hai cái phòng ngủ phía sau là rộng hơn. Cũng đóng cửa rồi. Xin phép các bạn là mình không mở nữa. Và đây thiết kế một cái nối M2 để đi xuống khu vực bếp phụ. Bạn này không thiết kế bếp ở trong nhà các bạn nhé. Khu vực nông thôn nhiều bác là không thích thiết kế bếp ở trong nhà. Và đây chính là cái điểm mà phòng vệ sinh phía ngoài các bạn nhìn nó lồi ra thì bác đã giấu được cái phòng vệ sinh vào đây. Mình lùi lại một chút nhé. Đó, thì khi các bạn vào phòng khách các bạn không nhìn thấy công trình phụ của ngôi nhà. Công trình phụ của ngôi nhà nó cũng giống như công trình phụ của chúng ta, giấu rất là kín. Nên là cái công trình phụ của ngôi nhà cũng rất được kín để cho nó tế nhị các bạn nhé. Không được mở ra phòng bếp, phòng ăn, phòng khách là sai. Đó, thì đây là trong cái phòng vệ sinh chắc là đang có người dùng theo đang khóa cửa rồi. Và đây là cái phòng ngủ số 4. Phòng ngủ này cũng có 12m². Và cái cách kê giường cũng rất là đúng rồi các bạn nhé. Đó. Kể cả cái việc kê két sắt này của bạn ấy cũng tương đối đúng này. Khi mà các bạn nằm xuống giường, két sắt ở bên tay phải là chuẩn các bạn nhé. Trái thanh long, phải bạch hổ, phải thì nó quản lý tiền bạc và gia tăng yên đinh.
Thế mình để cái két tiền ở bên phải là chuẩn luôn rồi đấy ạ. Cảm ơn các bạn đã xem video tới giây phút này. Nếu bạn thấy chia sẻ của mình hay hữu ích, nhớ cho mình một nút thích video, một nút đăng ký kênh. Cần tư vấn thiết kế, các bạn hãy gọi cho mình số điện thoại trên màn hình. Mình sẽ trực tiếp đến nhà, khảo sát đất và tư vấn thiết kế ngôi nhà của bạn sang trọng, hiện đại và tiết kiệm chi phí. Giờ mình xin kết thúc video ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Và đây là trưởng gồm các bạn nói về chủ nhà sao? Luôn các bạn nhé. Ngôi nhà này thì cũng tiết lộ với bạn là ngôi nhà của một kiến trúc sư đang học xây dựng ra và tự thiết kế ngôi nhà của mình. Và hiện nay bạn đang mở cửa cắt nhôm kính các khu vực như quan Tam Đảo, là Minh Quan Tam Đảo đó. Thì các bạn nào ở gần gần đây khu vực kiến trúc thì cũng gọi cho mình sẽ kết nối trực tiếp đến số điện thoại của mình để các bạn có những cái cứ làm việc cũng cắt giá cửa tạo cửa luôn các bạn nhé. Thì cái cửa thì bạn cũng mở tặng cả luôn, không mất tiền thuê phân trưởng này. Họ thì cũng loanh quanh ở trong xóm nên là cái giá thành sẽ rất là cạnh tranh với các bạn ở bên ngoài. Trong mỗi ngôi nhà, nếu các bạn muốn giá thành rẻ xuống thì rất khoát các bạn phải tìm được những cái đơn vị cấp mà giá tại xưởng cho các bạn, cửa giá tại xưởng, rồi nhiều thứ giá tại xưởng, ngôi nhà sẽ rẻ.